Xin chào các bạn, tôi là Tường, phòng ban hài Trường Giang, Đông Phong, công ty cổ phần Anh Tức. Hôm nay tôi giới thiệu cho các bạn về dòng xe tải Trường Giang 3 tấn 49. Xe tải Trường Giang 3 tấn 49 có kích thước nhỏ gọn, chiều dài, chiều rộng, chiều cao tổng thể là 1,5m và 1,8m, cao tối đa nó là 2,3m. Xe tải Trường Giang Đông Phong thì có đèn pha, sử dụng đèn pha rất là đèn pha halogen. Ngoài ra thì có ở cánh cửa thì cũng tích hợp những cái đèn xi nhan. Khi mà tham gia giao thông thì cũng rất là an toàn cho người cùng tham gia giao thông. Xe tải Trường Giang thì về cơ bản các màu xe thì nó tương đối là nhiều màu sắc, có màu vàng, màu xanh dương, màu xanh bộ đội và màu xanh lá. Xe tải Trường Giang 3 tấn 49 hiện tại thì vẫn sử dụng lốp là 750-16, lốp trước lốp sau vẫn là 750-16. Tiếp theo tôi sẽ đi vào phần nội thất. Về nội thất của xe tải Trường Giang 3 tấn 49, cơ bản thì ghế đã được bọc da. Ngoài ra thì đối với các dòng xe khác như cũng như dòng xe tải 3 tấn 19 Trường Giang thì lên kính vẫn sử dụng là tay cơ. Đây là phần táp lô. Phần táp lô thì cũng được thiết kế rất là bắt mắt. Đây vô lăng đây. Vô lăng thiết kế 3 chấu tạo cảm giác chắc chắn cho người lái. Đây là tay đi số. Xe tải Trường Giang 3 tấn 49 thì vẫn sử dụng là 5 số tiến và 1 số lùi. Đây là phần tiện ích đài FM liên quan đến các thông tin giải trí. Rồi các tính năng về cửa gió. Ngoài ra thì nó tích hợp thêm một phần nữa cho khách hàng là khi mà anh chị em đi đường có sử dụng gọi là thuốc lá, chúng ta có thể dùng trực tiếp từ đây mà không cần phải máy lửa. Đây là các phím bấm. Phần đồng hồ thì cũng như tất cả các dòng xe tải khác nhau cũng hiển thị về cơ bản là đầy đủ các thông số kỹ thuật về nhiệt độ làm mát này, về tốc độ km/h này, về thông số điện của bình ắc quy. Ngoài ra thì có cột báo xăng, cột báo xăng dầu và áp suất. Xe tải Trường Giang 3 tấn 49 đã sử dụng gọi là còi hơi rồi. Chúng ta có thể bấm tính năng tùy chọn còi hơi ở phím dưới này. Phím còi hơi thì ở bên ngoài cùng, từ trái qua phải. Tiếp theo là phím đổ ben. Ngoài ra thì vẫn có công tác gọi là tắt máy, là cái cần rút để tắt máy, động cơ. Mặt trên này là kính chiếu hậu và công tắc đèn cabin. Phía trên này cũng có chắn nắng của cả ghế phụ và ghế lái. Phía bên cạnh hông của người lái thì là có cần đổ ben và số phụ. Thiết kế của nó cũng rất là thoáng và thoải mái. Với cái góc nhìn nó rất là thoáng như này,
thì tạo cho tài xế có cảm giác là an toàn hơn khi mà nhìn về bên lái cũng được thoải mái và nhìn bên phụ cũng rất là thoải mái. Trường Giang 3 tấn 49 Đây thì là nội thất. sử dụng nguồn điện ắc quy là 24V. Đây là khung sườn, bình hơi, đây là bình hơi, dưới là ống xả, tấm chắn bùn của Trường Giang thì được thiết kế là bằng sắt rồi chứ không phải là nhựa như của TMT nữa. Đây phía máy, thì Trường Giang 3 tấn 49 sử dụng máy có công suất là 54W, sử dụng máy phao. Đây logo của phao đây, sử dụng máy phao, có turbo tăng áp. Phần nhíp thì về cơ bản những dòng xe mà 3 tấn rưỡi đối với thiết kế nhíp như này là không cần phải độ nhíp nữa. Nhíp 12 lá. Nhíp 12 lá. Phía tầng trên là 4, tầng dưới là 8. Ngoài ra Trường Giang 3 tấn 49 thì đã có phanh hơi lốc kê rồi. Bầu phanh. Phía dưới là cầu. Thùng xe cũng rất là chắc chắn. Thùng xe rất là chắc chắn. Bên này là bình nhiên liệu. Đây là bình nhiên liệu. Sử dụng khoảng 50 lít. Đây là dầu ben. Cơ cấu ben. Ben bục. Cơ bản tôi đã giới thiệu xong về dòng xe tải 3 tấn 49 Trường Giang. Rất mong được anh chị em bạn bè khi có nhu cầu đầu tư sẽ alo cho tôi. Tôi là Được. Số điện thoại 0963 646 986. Cảm ơn tất cả anh em chị em.